Cậu thanh niên này là sinh viên đại học, nhưng lại thích làm những việc kỳ quặc. Không có việc gì thì dán tờ quảng cáo lên cửa nhà người khác. Mấy ngày sau thấy tờ quảng cáo vẫn còn, chứng tỏ trong nhà không có người. Liền lấy đạo cụ chuyên dụng ra để mở cửa, nghe lời nhắn ở trong điện thoại. Sau khi tìm hiểu hướng đi của căn nhà, dùng bàn chải của người khác đánh răng, còn tắm ở nhà người ta, tắm xong mở tủ, tìm một bộ quần áo phù hợp với bản thân, mở tủ lạnh bắt đầu nấu ăn. Phát hiện đồ dùng bị hỏng, cậu ta giúp sửa chữa. Sau đó, lấy máy ảnh chụp chung với gia đình họ. Buổi tối nằm trên ghế sofa xem TV. Ngày hôm sau, cậu ta thu dọn quần áo bẩn trong nhà, giặt sạch sẽ. Phát hiện trong nhà có người trở về, cậu ta liền lái xe máy đi tìm ngôi nhà khác. Hôm nay, cậu ta đến một căn biệt thự, phát hiện một tuần nay không có ai quay về. Dùng kỹ thuật thuần thục để mở cổng. Người nhà này đúng là có rất nhiều tiền, ở đâu cũng đều là các loại tượng điêu khắc. Trong phòng đều được trang trí nguy nga lộng lẫy. Mở cửa kiểm tra, cậu ta không chú ý đến trong góc tường có một cô gái. Nhìn mặt người phụ nữ cũng biết được đã có chuyện gì xảy ra. Đầu tiên lấy máy ảnh chụp chung với người phụ nữ trên tấm ảnh, sau đó xuống bếp nấu ăn. Ăn cơm xong, nhặt quần áo bẩn đi giặt, đánh giày sạch như giày mới. Sau đó, tắm trong bồn tắm. Một loạt các thao tác trơn tru, thật sự không coi mình là người ngoài. Cô gái âm thầm quan sát cậu ta, cảm thấy cậu ta không giống người xấu. Phát hiện cân điện tử hỏng, cậu liền giúp sửa chữa. Cô gái chỉ ngồi ở chỗ yên tĩnh quan sát. Buổi tối, khi cậu đang ngủ, đột nhiên cô gái mở cửa, bốn mắt nhìn nhau có chút ngượng ngùng. Lúc này, chuông điện thoại vang lên, cô gái đi nghe điện thoại. Cậu mặc quần áo chuẩn bị rời đi. Cậu quay lại nhìn, lại bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng cậu vẫn quyết định rời đi. Ở bên ngoài một lúc, cậu ta vẫn quyết định quay lại xem thử. Đến nhà cô gái, phát hiện cô gái đen vừa khóc trong bồn tắm. Cậu ta mở nhạc, còn giúp cô gái chuẩn bị quần áo. Đột nhiên một quả bóng rơi xuống chân cô gái. Cô nhặt quả bóng ném lại. Hai người cứ chơi như thế một lúc. Đột nhiên chủ nhân của ngôi nhà quay lại. Cô gái trông có chút căng thẳng. Ông ta mắng cô gái một trận, còn ra tay đánh người phụ nữ. Lúc này, cậu ở ngoài đánh gôn. Người đàn ông đeo kính sau khi phát hiện liền báo cảnh sát. Kết quả lại bị một gậy, hai gậy, ba gậy. Người đàn ông đeo kính bị đánh đến mức nằm bất động trên đất. Sau đó, cậu khởi động xe chuẩn bị rời đi. Không lâu sau người phụ nữ đi ra ngồi lên xe. Hai người lái xe cùng nhau rời đi. Cậu tên tay xúc cô gái tên Xuân Hoa. Từ đó hai người cùng nhau dán quảng cáo trên khóa cửa nhà người khác. Mấy ngày sau, phát hiện tờ quảng cáo của nhà này vẫn còn. Ấn chuông để xác nhận bên trong không có người. Bọn họ liền sống ở đó mấy ngày. Cô gái phụ trách giặt đồ, cậu phụ trách nấu cơm. Hôm đó, lúc đang ăn cơm thì chuông cửa kêu. Là một cô gái, thấy ở nhà không có ai liền rời đi. Lúc tay xúc chụp ảnh thì Xuân Hoa cũng đưa mặt lại gần. Mấy ngày sau, bọn họ dọn dẹp lại căn phòng rồi chuẩn bị rời đi, tìm một nơi khác để sống tạm. Hôm đó, bọn họ đến nhà của một người đàn ông. Tê Xúc đang sửa máy nghe nhạc, Xuân Hoa đưa ra một cái kéo. Tê Xúc giúp cô cắt tóc, hai người cùng chụp ảnh lưu niệm. Buổi tối hai người cùng ngủ trên giường của chủ nhà. Ban đêm, đột nhiên chủ nhà quay về. Người đàn ông quay lại phát hiện trên giường của mình có hai người lạ, đeo găng tay đấm bốc, hướng vào Tê Xúc đánh một trận. Tê Xúc bị đánh mặt mũi bầm dập. May mà vợ chủ nhà ngăn lại, bởi vì trong nhà không mất thứ gì, nên bỏ qua cho bọn họ một mạng. Ngày hôm sau, bọn họ tiếp tục tìm chỗ để ở. Hai người đến một ngôi nhà cũ. Lúc uống trà, Xuân Hoa dẫm lên chân Tê Xúc. Hai người họ yêu nhau ở đây. Một tháng sau họ rời đi. Hôm nay họ đến một khu trọ. Tê Xúc mở cửa lập tức liền đóng lại. Xuân Hoa tò mò mở ra xem, bước vào thấy người cụ già đã chết rất lâu rồi. Gọi điện cho con của cụ già, phát hiện họ đã đi du lịch rồi. Bọn họ dùng phong tục của người bản địa an táng cho cụ già, sau đó lau dọn sạch sẽ căn phòng. Hôm đó hai người đang ăn cơm, con của cụ già quay về. Con phát hiện bố không có ở đây, trong phòng lại có hai người lạ. Thế là gọi điện báo cảnh sát. Rất nhanh sau đó, hai người bị đưa đến đồn cảnh sát. Cảnh sát phát hiện các bức ảnh họ chụp trong máy ảnh, cho rằng họ đã phạm tội nhiều lần. Ngày hôm sau, thi thể của cụ già được phát hiện. Nhìn cách an táng có thể thấy thi thể được bao bọc rất chu đáo, không giống là kẻ sát nhân làm. Từ hồ sơ người mất tích, điều tra được gia đình của Xuân Hoa. Xuân Hoa được gia đình đón về. Ngày hôm sau, người đàn ông đeo kính đưa cho một người đàn ông một túi gì đó. Người đàn ông ném Tê Xúc xuống xe. Người đàn ông đeo kính cầm gậy đánh bóng lên. Một gậy, hai gậy, ba gậy. Người đàn ông tiến lại túm lấy Tê Xúc, nhưng lại bị Tê Xúc ấn xuống đất. Sau đó, Tê Xúc bị nhốt vào tù. Trong tù, cậu đánh bóng vào trong không khí. Các tù nhân thấy cậu dường như có vấn đề. Tê Xúc vừa đặt xong bóng, tên tù nhân cùng phòng liền giấu bóng đi, còn tỏ ra vẻ mặt khiêu khích. Tê Xúc đòi lại bóng, nhưng hắn ta không đưa. Hai người liền đánh nhau. Giám ngục kiền nhốt Tê Xúc ở phòng đơn. Tê Xúc nghịch ngợm lại muốn chơi trốn tìm với giám ngục, bị giám ngục đánh một trận. Ngày hôm sau, cảnh sát kiểm tra phát hiện không thấy Tê Xúc nữa. Mở cửa vào xem thì thấy Tê Xúc đang trèo lên tường, lại đánh cho Tê Xúc một trận. Ngày thứ ba cũng không thấy Tê Xúc. Kết quả là Tê Xúc đi sau lưng cảnh sát, lợi dụng thuật ẩn thân nhẹ nhàng theo sau tên cảnh sát. Cảnh sát thông qua cái bóng phát hiện ra cậu. Tê Xúc chỉ cười nhẹ một cái,
lại bị đánh một trận. Mấy ngày sau, Te Súc vẽ mắt vào lòng bàn tay, không ngừng luyện tập thuật ẩn thân. Vài tháng sau, võ công của Te Súc đã thuần thục, cảnh sát kiểm tra phát hiện, lần này thật sự không thấy Te Súc nữa. Hôm nay đúng là gặp quỷ mà. Cảnh sát bị đánh vài quyền liền chạy mất. Mấy tháng sau, Te Súc được thả, cậu tìm thấy người đàn ông đã bắt nạt mình, dùng bóng gôn giáo huấn hắn ta. Te Súc quay lại nhà của Sun Hoa. Sun Hoa thấy cậu tâm tình liền vui vẻ trở lại. Ba người cứ như vậy sống cùng nhau. Mặc dù Te Súc trong phim không có lời thoại nào, nhưng biểu cảm đơn thuần, ánh mắt trong suốt của cậu đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Tôi là Đào Ca, kỳ sau gặp lại.